Yo, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với chuyên mục nhận định thị trường dưới góc nhìn của phương pháp Wyckoff và SMC. Như thường lệ thì trước mặt anh em đang là cái đồ thị tuần của cặp Euro USD. Video này được tài trợ bởi nhà môi giới TMGM. Hiện TMGM đang có chương trình hoàn trả hoa hồng dẫn đầu thị trường lên đến 4,4 đô và phí giao dịch tài khoản ECN chỉ 7 USD cả hai chiều. Các bạn hãy xem ở link bên dưới nha. Ok. Thì tuần này chúng ta có một cái tuần tăng giá khá là tốt. Tuy nhiên thì tới những cái ngày cuối tuần thì anh em cũng thấy được là chúng ta có cái giai đoạn giảm giá vào thứ năm và thứ sáu ha, cho nên là cái cây nến tuần á thì nó kết thúc ở cái dạng là bin ba. Thì tình cờ thì lúc mà mình mở cái đồ thị tuần lên á thì mình thấy được ở đây mình có một cái fair value gap nè, đó thì nó phản ứng với cái fair value gap này. Tuy nhiên thì về cơ bản thì cái phản ứng này nó cũng phải đẹp lắm, tại các bạn có thể hình dung được là thường thường nếu mà phản ứng với lại gap á, thì nó nên nằm ở bên trong cái gap đúng không? Tuy nhiên thì ở đây vẫn có thể xem là nó đã tôn trọng cái gap này, tại vì nó đóng cửa ở phía dưới này chứ nó không có đóng cửa ở phía trên này ha. Thì nếu mà nó đóng cửa ở phía trên này á, thì có thể đó nó mình sẽ không tính cái gap này vô trong cái phần mà nhận định. Tuy nhiên thì bây giờ nó đóng cửa phía dưới rồi, có nghĩa là nhìn chung thì nó vẫn tôn trọng cái gap xuất hiện ở bên tay trái. Như vậy thì khi mà mình có một cái gap xuất hiện bên tay trái như thế này á, thì cái việc mà mình cần quan tâm đó là cái flow hiện tại của thị trường nó đang như thế nào. Thì các bạn có thể hình dung được cái flow của thị trường thì nó cũng khá đơn giản thôi. Đó là sao? Những cái cây nến giảm để tăng ha. Những cái cây nến giảm để tăng. Thì cái này bữa hôm trước mình có làm mẫu cho các bạn coi rồi, giờ chỉ làm lại thôi ha, để cho các bạn có thể hình dung được. Đó đây, như vậy thì với những cái flow như thế này thì hôm trước mình đã từng nói rồi ha, là chúng ta sẽ có những cái giai đoạn mà giá nó sẽ lùi về ha, nó sẽ lùi về đây, vượt lên đúng không, thì nó sẽ lùi về đó, nó lùi vào trong cái vùng sell to buy, và sau đó đi lên tiếp đúng không, đi lên xong nó sẽ lùi về cái vùng sell to buy này đó, rồi đi lên tiếp. Thì bây giờ nó cũng tương tự giống vậy thôi, đây chúng ta có một cái vùng sell to buy khá là rộng ha, thì nó có thể là lùi về trong cái vùng này rồi đi lên tiếp. Thì đó là cái nature của các cái sóng, thì thực ra các bạn có thể nhìn sang bên phía tay trái này cũng vậy thôi. Rồi như vậy thì cho đến khi mà chúng ta có một cái nhịp giảm mà nó phá vỡ cái flow hiện tại trên cái đồ thị tuần này, thì lúc đó chúng ta mới cân nhắc đến cái chuyện là đồ thị tuần nó quay đầu đảo chiều đó. Thì đây là một cái cách để mà mình tham khảo, tuy nhiên thì mình không có đánh trên đồ thị tuần ha, tại vì nếu mà nó giảm xuống tận như dưới này nè đó, thì cái chặng đường mà nó đi xuống á nó rất là nhiều điểm đúng không, nhiều pip nhiều tiền dữ lắm, nên là mình không có đánh trên cái đồ thị tuần là như vậy. Rồi ok ha. Rồi thôi cứ xóa hết mấy cái flow này đi ha. Rồi như vậy thì pin 3 thì chúng ta có thể kỳ vọng là tuần tiếp theo lên nhẹ tí rồi đi xuống đúng không, rồi sau đó đi lên, thì tại vì nó vẫn xuống tăng mà ha. Rồi cho tới hiện tại thì đồ thị tuần nó vẫn chưa thoát được hoàn toàn cái nhịp giảm mà break structure ở đây ha, cái nhịp giảm break up structure ở đây. Thì nếu như mà trong trường hợp từ đây lại tiếp tục đi xuống rồi sau đó ví dụ như phá này đi được không, thì chúng ta có thể chờ nó đi lên đây để chúng ta theo xuống đó. Thì cái cách mà chúng ta trading là nó tương tự như vậy thôi, cho đến khi nào mà nó phá vỡ được cái tháng cự tuần này thì lúc đó chúng ta mới coi ok bạn đã vào cái xu hướng tăng ha, bạn đã vào xu hướng tăng. Tuy nhiên thì các bạn phải nhớ nha, không phải là cứ vào xu hướng tăng là mình có thể vô mình mua được đúng không, mình đâu có đi mua theo cái kiểu breakout ở đây đúng không, stop loss dưới này hả bác đúng không. Thật ra là cái việc mà buy sell hay là cái việc mà lên cái kế hoạch của mình ấy
thì nó sẽ tùy thuộc vào trong cái flow của các cái khung ngắn hơn, mà cụ thể là khung 4 giờ cơ chứ không phải khung ngày luôn. Khung ngày cũng cũng quá xa ha. À, mình sẽ chờ là sao vừa cái này xong mình nó sẽ chỉnh xuống đúng không, rồi sau đó từ vùng dưới này bắt đầu mình đi mua lên. Như vậy thì cái việc mà quan sát được tuần này nó sẽ phù hợp cho những cái anh em mà muốn đánh những cái vị thế nó tương đối dài một tí và cái số vốn nó lớn, để cho cái những cái entry á nó có ý nghĩa ha. Còn như mình thì mình chỉ coi cái flow nó như thế nào rồi mình nhận lên top down xuống, rồi mình coi thử cái tuần tiếp theo mình sẽ kỳ vọng gì. Thì như chúng ta vừa nói lúc nãy, tóm lại là tuần tiếp theo chúng ta có thể kỳ vọng nó đi xuống rồi nó sẽ đi lên lại. Còn khi nào nó đi lên thì không biết. Nếu mà chúng ta có được một cái tuần giảm mà chúng ta bắt được nguyên cái tuần giảm đó thì nó quá ok đúng không? Rồi thêm một cái nữa, ở đây chúng ta coi là đã break nhưng mà chúng ta không có fair value gap nào cả ha các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Chúng ta không có một cái fair value gap nào. Thì cái này á không có fair value gap thì nó thể hiện là cái nhịp tăng này nè, đó nó không có quá mạnh ha, nó không có quá mạnh. Rồi chỉ vậy thôi. Ok, xuống một cái này và tiếp. Rồi break lên khỏi cái kháng cự ngày thì lúc này đây sẽ là cái gì, cái strong support của khung D. Các bạn thấy là lúc trên cái khung tuần nó cũng giống như khung ngày này, khung ngày nó cũng có tình trạng này thấy không? Đi xuống đúng không? Đi lên đây đi xuống thì nó vẫn chưa thoát này, khi nó phát lên xong lúc đó chúng ta mới có một cái hỗ trợ này cái strong của khung D nó nằm ở đây. Như vậy thì khi nó break lên rồi này thì chúng ta sẽ kỳ vọng gì? Thì chúng ta sẽ kỳ vọng là nó lùi về rồi nó đi lên tiếp đúng không? Bây giờ giờ nó lùi về đâu? Đó, nhìn vô đây ha, làm tuần tự từng cái một cho các bạn ha. Đây, ta sẽ copy cái bạn này kéo xuống đây cái strong. Rồi, bạn này đã break ha thì mình sẽ ghi là top left. D1 up. Rồi. Ok chưa? Rồi D1 up. Rồi, up xong, lùi về đúng không? Thì bây giờ lùi về thì nó sẽ có một số ngưỡng ha. Đầu tiên chúng ta sẽ đi kiếm những cái fair value gap để mà chúng ta coi thử xem là cái chỗ nào á nó có cái sự mất cân bằng. Đây, một cái phía dưới này ha. Này, đây có cái nhỏ nhỏ này thấy không? Rồi. Sau đó chúng ta sẽ kéo thêm cái Fibo ra. Rồi như thế các bạn có thể thấy như cái cách mà giao dịch của mình á, đúng không? Là cái phần phía trên này là premium là chúng ta sẽ bỏ qua đúng không? Chúng ta sẽ kỳ vọng là nó lùi xuống dưới cái vùng discount ở phía dưới này. Đó, như vậy thì ở dưới cái vùng discount này á thì chúng ta có cái gì? Chúng ta có cái gap dưới này. Đó, có đầy đủ hết rồi. Như vậy thì ở đây theo đúng như cái gọi là kịch bản mà khi mà chúng ta xây dựng á thì nó sẽ làm sao. Đây nè, mình sẽ tính tại vì cái gap này nó quá nhỏ ha, cho nên là mình sẽ tính theo cái flow này. Đó không, đây là sell to buy nè, đó sell to buy break lên khá là mạnh đúng không? Như vậy thì đầu tiên mình sẽ kỳ vọng là giá nó sẽ phản ứng với lại cái flow này, sau đó nó lên, nhưng mà cái nhịp lên này nó sẽ lên không nổi được chưa. Nó có thể nó sẽ lên tới cái gap mà nó hình thành, nếu mà mình mở cửa xong mình giảm xuống luôn thì ở đây mình sẽ có cái gap nè, nó đụng vô cái này rồi nó giật ngược kêu lên, nó test lại cái gap này rồi sau đó nó sẽ xuống dưới đây, nó đụng vô cái gap ở dưới này rồi nó mới đi lên tiếp. Đấy không, đây là cái cách mà mình xây dựng cái kịch bản đó. Thì với cái dạng mà vận động như thế này á thì mình có thể làm sao, các bạn có thể giao dịch như thế nào đây, thì cũng đơn giản thôi, chúng ta nương theo đúng cái swing này của nó. Nếu như mà nó có đầy đủ hết tất cả những tính chất này thì bây giờ ở đây sẽ có một cái swing rồi sau đó nó sẽ đẩy lên, hoặc là thậm chí là nó sẽ đi xuống luôn nữa, đi lên cũng được nữa. Thì lúc này khi mà cái khung D nó đang vẽ như thế này nè thì có phải là khung D và khung tuần là chúng ta sẽ đồng thuận, là chúng ta sẽ kỳ vọng có một cái nhịp hồi đúng không? Ở bây giờ nếu mà trên khung D và khung tuần nó có nhịp hồi thì chúng ta đi xuống khung H4 và khung H4 có cái xu hướng giảm thì chúng ta sẽ bám cái xu hướng giảm đó cho đến khi là giá nó về đến được cái vùng discount của cái khung ngày này ha, và cái vùng discount của khung ngày này, và thậm chí là về tới cái order block cuối cùng ở khung này, rồi lúc đó chúng ta mới bắt đầu coi là vậy khung H4 nó có giảm đảo chiều hay gì đó nó tăng ngược trở lên, thì lúc đó là khung H4, khung D và khung tuần nó đầy đủ những cái cơ sở và nó đồng thuận với nhau,
thì lúc này chúng ta sẽ đồng thuận chúng ta mua lên. Còn ở những cái giai đoạn hiện tại đúng không, thì chúng ta sẽ nương theo cái flow hiện tại của khung H4 ha, với cái suy nghĩ là chúng ta ăn cái nhịp hồi của khung tuần và khung ngày. Rồi rồi vô khung chính ha. Rồi khung H4 mình có cái gì đây. Rồi như vậy thì khi mà chúng ta nhìn đến khung H4 á, thì hiện tại ha, những cái chuyển động nhỏ nhỏ, những cái chuyển động nhỏ nhỏ của cái khung H4 ở cái khu vực ở phía trên này, nó không có giúp tạo ra được một cái cấu trúc rõ ràng. Các bạn hình dung được là ví dụ như cấu trúc rõ ràng là sao? À, như vậy là cấu trúc rõ ràng, nó lên xuống rất là cụ thể. Trong bên phía bên này của mình thì thực ra rất là khó để nhìn ra cái cấu trúc rõ ràng đó. Thì khi mà không nhìn ra được cấu trúc rõ ràng á, thì rất là khó để chúng ta có thể follow theo cái vận động giá, để mà chúng ta coi thử xem là thực sự là cái khung H4 nó có vào cái giai đoạn gọi là xu hướng giảm hay không. À, như vậy thì nếu như bên phía tay trái nó không có một cái cấu trúc rõ ràng thì chúng ta sẽ kỳ vọng bên phía tay phải nó xuất hiện đúng không? Nghĩa là sao? Dày đúng không? Nó đi lên, không quét cái gì đó, nó break down. Thì sau cái thời điểm mà nó break down, cái vùng hỗ trợ mới hình thành. Đây là vẽ đại thôi nha, chứ không phải là cứ về đây nó giật lên đâu nha. Đó, thì lúc này nó sẽ vòng lên và chúng ta sẽ ưu tiên sell từ chỗ này, ta sell xuống. Theo xuống thì maybe là cái vùng này nó sẽ có phản ứng để nó đi lên tiếp. Rồi chúng ta sẽ đi sell xuống tới cái vùng ở dưới này. Thì cái chỗ này chính là cái strong day 1 nè. Chỗ này là strong day 1. Đó, thì nếu mà các bạn có giao dịch á, thì chúng ta lên cái kế hoạch và chúng ta cứ từ từ quan sát thôi. Tại vì thực ra mình sẽ nghĩ là đến hết thứ hai luôn, có nghĩa là thứ hai mình cũng không giao dịch ha. Thứ ba thì có thể nó khởi động vô thì cũng chưa chắc là cái volume hay là cái vận động giá nó sẽ rõ ràng. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta cần là sao? Cần các phe phái đồ này nọ họ xông vô thị trường, họ tạo ra những cái chuyển động giá. Mình muốn biết là họ phản ứng ở chỗ nào ha. Sau khi mà có đầy đủ những cái phản ứng đó thì lúc đó chúng ta mới có thể xem được ok, gap nó nằm ở đâu, phản ứng nó như thế nào, rồi mua bán sao đó, thì lúc đó mới biết. Chứ còn bây giờ nó thực sự là khi mà nhìn vô nó không có nghĩa là không có, nghĩa là nếu mà nó không có một cái gợi ý gì thì có nghĩa là nó không có gợi ý thôi. Chúng ta đừng cố gắng để chúng ta suy nghĩ chi cho nó sâu xa ha. Rồi ok, xóa. Rồi như vậy thì chúng ta hiểu được là chúng ta sẽ chờ đúng không, có thể sẽ mất khoảng thứ ba thứ tư gì đó thì lúc đó chúng ta mới có giao dịch. Mình hy vọng là nó sẽ có sớm hơn ha. Rồi sau khi mà chúng ta có cái thứ ba thứ tư chúng ta có cái giao dịch, có cái kịch bản rồi á, thì các bạn coi ha, thì ở đây cái phía trên cùng này là của cái tuần nè, trên cùng là của cái tuần nè đó, bây giờ nó đóng cửa dưới cái tuần nè. Xuống dưới chút nữa thì chúng ta có cái value gap, cái order block của khung ngày nè. Và xuống dưới tích dưới này là cái value gap của ngày nè. Rồi lúc nãy ở dưới này nó có thêm một cái order block của ngày nữa, đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta vẽ sẵn là những cái mảng đó, những cái mảng trắng này, để làm sao chúng ta có biết được những cái điểm quan trọng, những cái vùng phản ứng quan trọng là nó nằm ở đâu đó. Rồi cái tuần này thì giờ chúng ta không cần nữa, đúng không? Nó xong rồi, nó phản ứng, nó cho thấy tôn trọng rồi. Thì giờ trên khung mà 15 làm sao? Nãy các bạn nhớ không? Là chúng ta sẽ chờ cái gì? Có phải là chờ H4 đi xuống như thế này đúng không? Sau đó đi lên như thế này đúng không? Nó phản ứng cái gì đó, sau đó lại đi xuống này, nó break down. Ở đây nó tạo ra cái gì mới? Đó là của H4 đúng không? Đây. Rồi sau đó nó quay ngược lên đây, chúng ta sẽ sell xuống dưới cái D1 này. Thì xuống dưới cái D1 này nó sẽ có cái phản ứng quay ngược trở lên. Đó, đó là cái cách mà mình suy nghĩ cách đơn giản nhất. Còn cái cách thứ hai có thể là sao, mình sẽ kỳ vọng là xuống tận dưới D1 này, sau đó mới có phản ứng ngược lên, sau đó mới đi xuống tiếp. Đó, rất là cách rất là đơn giản. Được chưa? Thì nó muốn đi theo cái kiểu nào cũng được, mình theo nương theo nó thôi. Mình hiểu được là có những cái vùng giá quan trọng thì ở đây khung D1 là nó có sẵn rồi, khung H4 nó chưa có. Đó. Nếu mà chưa có thì chúng ta cứ từ từ thôi, đâu có vấn đề gì. Hoặc là các bạn có thể coi refine cái đó bằng cách là chúng ta coi cái flow ha. Chúng ta coi cái flow của cái khung H4 xem là cái flow nó nằm ở đâu. Ví dụ như ở đây khi các bạn nhìn vô thì chúng ta có cái flow nằm ở đây, sell to buy này đó. Đây có thể sẽ có cái phản ứng đầu tiên.
Sau đó dưới này chúng ta lại có tiếp một cái flow nữa. Hả? Đó. Cứ như vậy thôi. Thì bây giờ ở trên đây nè, mình thấy là cái flow trên cùng này là nó bị xâm phạm rồi đúng không? Như vậy thì bây giờ khi mà cái trên này nó xâm phạm mà nó chuyển sang thành cái nhịp giảm thì chúng ta cũng có cái flow của một cái nhịp giảm. Đó. Đó, xuống, lên, xuống, phản ứng với cái flow này, đi xuống tiếp đúng không? Như vậy thì nó sẽ phản ứng tiếp với cái flow này. Hay. Đó. Thì khi mà chúng ta vẽ được như thế này ha, thì chúng ta sẽ kỳ vọng là giá là sao? Nếu mà nó có phản ứng gì đó, đúng không? Nó có phản ứng gì đó, nó sẽ chui vô trong cái vùng trong này, rồi nó đi xuống tiếp. À, rồi ok, đây, flow đã vẽ ra cho các bạn nè. Thì hôm thứ sáu thì chúng ta có cái chuyển động giá là gì? Là tăng lên đúng không? Sau đó giảm xuống đúng không? Thì sau khi mà nó giảm xuống nè, khi nó giảm xuống và nó khóa cái đáy á này, nó break down này, thì chúng ta có thể cân nhắc các cái nhịp sell khi nó quay ngược trở lên đó. Thì ở đây có một cái nhịp sell khá là rùng rợn ha. Nói tại sao là nói là rùng rợn, tại vì nó đẩy lên quá là nhanh và mạnh và quyết liệt á, cho nên là không có chắc là chúng ta sẽ vào sell được ha. Nhưng mà ở đây về mặt lý thuyết nha, về mặt lý thuyết ha, là các bạn có thể hình dung ra được á, là khi giá nó lên cái vùng trên này thì, nó có cái quét thanh khoản nè. Đó, nó quét lên khỏi cái đỉnh này. Cái vấn đề của cái việc quét lên khỏi cái đỉnh này á, là nó xảy ra rồi thì chúng ta mới nhìn nhận ha, chứ nó không phải là nó chạy lên này xong cái ta nhìn lên đây nó quét này rồi nó đi xuống nha. Không phải vậy nha các bạn. Mình sẽ không có trading vào trong cái vùng này ha. Nó quét lên rồi ha, thì lúc này khi nó quét lên xong chúng ta coi cái phản ứng của nó, thì các bạn thấy là chúng ta có một cái nến giảm, hai cái nến giảm, ba cái nến giảm nè, thấy không? Ba cái nến giảm mà chúng ta có cái gap. Chúng ta có cái gap nè. Phê phê lưu gáp ha. Đây là 1. Đây là 2. Các bạn thấy không? Chúng ta có hai cái phê phê lưu gáp, một cái to, một cái nhỏ. Và chúng ta có một cái nhịp giảm rất là hoành tráng xuống sát phần đáy luôn. Thì khi mà cái này nó xảy ra đó, khi mà cái chuyện này nó xảy ra nè, thì chúng ta sẽ muốn kiếm một cái kèo sell. Yeah, chúng ta muốn kiếm một kèo sell. Lý do là vì sao? Vì giá nó phản ứng tốt với lại cái flow của cái khung H4 ha, nó phản ứng tốt. Và ở đây mình nhìn thấy ở đây là quét thanh khoản này. Sau khi nó đạt ngược trở xuống cái này, mình nói ok, chỗ này là quét thanh khoản rồi, quét thanh khoản xong thì sao? Mình sẽ kỳ vọng gì? Các bạn có thể nhớ lại dùm cho mình là cái cách mà mình đi trading là sao. Nó sẽ tương tự giống vậy ha. Mình có một cái đỉnh đúng không? Sau đó giá nó break down này. Nào ha, ra cái đỉnh nè, nó đẩy lên, nó hốt thanh khoản của cái đỉnh này, đó, nè, trong cái nhịp đẩy lên này nó có sức giác này, hoặc nó không có ha, thì nó sẽ quay ngược trở xuống nè, thì khi nó quay ngược trở xuống ở đây nó sẽ gãy đổ một cái gì đó, và sau đó nó hồi ngược trở lên đây thì chúng ta sell xuống, bây giờ chúng ta sẽ sell ở cái vùng này, thì nó giống như kiểu của mô hình vai đầu vai hay là gì, Quasimodo gì đó. Ha. Thì lúc này ha, khi mà những cái hành vi này nó xuất hiện nè, thì các bạn sẽ muốn trading, được không? Và nó phải có cái gì? Nó phải có gap, nó phải có những cái nến bật chà bá như thế này để nó thể hiện được cái sức mạnh của seller. Thì lúc đó chúng ta mới muốn vô ha. Rồi các bạn vô khung M1. Đây. Thì các bạn thấy là trên khung M1 thì nó có đầy đủ hết tất cả những cái dấu hiệu của việc đảo chiều luôn, shorting như approach, breakout structure, breakout structure, breakout structure, đầy đủ hết luôn. Rồi như vậy thì đây chính là cái vùng mà chúng ta sẽ đi tìm kiếm những cái setup để mà chúng ta sell. Thì lúc này muốn có được một cái setup sell nó cũng dễ thôi, các bạn kéo như mình một cái fibo ra. Đó. Gây cái vùng từ trên 50% trở lên này lúc này là cái chỗ mà chúng ta sẽ sell. Đó. Thì có một số những cái mà chúng ta có thể cân nhắc sell được, ví dụ như là cái vùng này, đó, vùng này, đó. Như vậy thì giờ sell làm sao? Có rất là nhiều level để mà chúng ta có thể refine, tức là chúng ta làm tinh chỉnh cái entry của mình sao cho nó sát sườn nhất có thể. Tuy nhiên thì thực ra trong rất nhiều tình huống thì mình sẽ khuyên các bạn là không cần phải làm sát như vậy ha. Tuy nhiên ở đây tại vì nó đi giống với sách giáo khoa, cho nên là mình sẽ chỉ với các bạn luôn. À, khi mà giá nó vòng ngược trở lên, nó test lại cái vùng fair value gap của cái khung M15, tức là cái đoạn giá bên này nè. Đó, thì các bạn sẽ chờ gì? Các bạn sẽ chờ là cái nhịp hồi lên này của M1 nó kết thúc. Mà muốn chờ cái nhịp hồi nó kết thúc thì nó phải làm sao?
nó phải phá vỡ cấu trúc tăng đúng không? Thì đây chúng ta có cấu trúc tăng này, đó, phá rất là mạnh đúng không? Gáp rất là nhiều đúng không? Gáp tùm lum hết, đây cũng có cái gáp nữa nè, đó, rồi. Như vậy thì sau khi có chuyện này xảy ra, break up structure xong thì các bạn làm cái gì? Các bạn, một là các bạn sell ngay cái order block của nó ở đây, stop loss phía trên này ha. Hai là các bạn kéo một cái fibo xuống, các bạn sell ngay 618 đó, rất là đơn giản đúng không? Đây đại đi ha, 618 stop loss trên này, và chúng ta có dễ dàng 3R đúng không? Kéo xuống chút nữa có gì 4R đúng không? Thậm chí là chờ xuống dưới, xuống tích ở dưới này là chúng ta còn có 5R, 6R gì đó nữa nè. Đó, xuống 5, xuống tới 6 luôn thấy không? Đó thì các bạn thấy được á, là về cơ bản nha, những cái setup như thế này không phải lúc nào nó cũng xuất hiện đâu. Tại vì thực ra mà nói là cái chuyển động giá của buổi tối hôm qua là cái ngày giao dịch cuối cùng của năm 2023 á, thì mình cũng sẽ không có khuyến nghị là anh em sẽ vô đây để anh em trade hay là bám theo market tới tận 11, 12 giờ đêm. Chúng ta sẽ muốn đi nghỉ sớm ha. Thì các bạn hình dung ha, là đây cái chuyển động giá này không phải lúc nào nó cũng có chuyện này xảy ra đâu nha. À, không phải lúc nào cũng có chuyện này. Thông thường á là nó sẽ thường là nó sẽ đi lên đây rồi nó đi thẳng xuống luôn. Để kiếm cho các bạn coi nè. Đây, ví dụ như chỗ này đi. Đây là cái nhịp đảo chiều ha. Một cái nhịp đảo chiều rất là sao? Đúng theo tiêu chuẩn của nó. Và nó phá vỡ nè. Đầu tiên nó đẩy lên ha, nó đẩy lên, nó tạo thành cái cấu trúc tăng đúng không? Duy trì cấu trúc tăng, cái nhịp đẩy lên này là các bạn có thể kéo cái strong của khung M15 từ bên trái bên này qua đây rồi. Thì khi nó phá break out lên thì chúng ta sẽ kỳ vọng gì? Nó lùi vào đây để nó đi lên tiếp ha. Ở đây mình mất một lệnh mua, được chưa? Mình mất một lệnh mua ở đây. Rồi khi mà nó không đi lên tiếp được và nó break down thì chúng ta có cái gọi là change up behavior á, hay là break up structure nè, đó, hay là change up character, muốn gọi gì cũng được ha. Thì khi mà nó break down như này thì chúng ta hiểu là có khả năng nó đảo chiều, được chưa? Khi mà nó có khả năng đảo chiều thì các bạn kéo cho mình một cái fibo thì thông thường nó sẽ quay ngược trở lên ở những cái vùng phía trên. Thì cái vùng phía trên là vùng nào dễ thấy nhất là vùng này, đây dễ thấy nhất là cái chỗ này, rất là rõ ràng đúng không? Hai nữa là các bạn kéo một cái fibo lên này, kéo một cái fibo lên thì cái vùng mà gần nhất nó ở chỗ 618 này, là ở cái cây nến nhỏ này. Vì sao cái cây nến nhỏ này nó có ý nghĩa là tại vì các bạn nhìn thấy là sau khi cái cây nến nhỏ mà buy to sell này nó xuất hiện này, thì cái sell của nó đó, cái sell của nó là sao? Nó là quét lên đúng không? Nó là quét lên cái đỉnh rồi nó mới đi xuống. Đây là một cái cây gọi là bearish engulfing. Nó phủ lên một loạt các cái nến trước luôn. Như vậy thì cái vùng này là vùng 618 nè, đó. Thì khi mà chúng ta bắt những nhịp đảo chiều đó ở ngay cái chỗ này đi ha, thì đây cho các bạn coi cái cách để mà chúng ta phát hiện ra cái trade của mình á, đó. Như thế nào thì nó cũng tương tự giống như lúc nãy cái ví dụ theo đúng cái chuẩn của sách giáo khoa lúc nãy, thì cái ví dụ này nó cũng tương tự vậy ha. Chúng ta cũng có break lên này, các bạn thấy không? Break lên này và xuống nào, sao nó liền xuống đúng không, lên hết nổi đúng không, break down đó. Thì khi nó break down như thế này nè, các bạn việc kéo cho mình cái fibo ra đó. Rồi trong cái fibo này các bạn có thể thấy cái cú break down nó sẽ bao gồm như các bạn một số những cái gap. Một số những cái gap. Rồi ha, xóa mấy cái xấu xấu này đi. Rồi, thấy không? Có fibo này, có gap này, các bạn chỉ việc là đặt cái lệnh sell của bạn ở trong gap hoặc ở trong fibo hoặc như thế nào đó thôi. Và như các bạn thấy nè, ở đây là một trường hợp nó phản ứng fibo 50, nó không có lên được tới cái fibo 60 và nó cũng không có lên được tới cái gap ở phía trên đúng không? Nếu mà các bạn chờ quá kỹ, đúng không? Có nghĩa là các bạn chờ nó quá sức gọi là xa xôi gì đó thì các bạn sẽ miss cái kèo này. Các bạn sẽ miss cái kèo này ha. Rồi, tắt cái này đi. Các bạn sẽ thấy cái kèo này nó chạy như thế nào. Đó. Mà một ha. Vừa động vô một cái rớt luôn. Như vậy thì nếu mà các bạn trade một cách đơn giản
Đây. Thì xuống tới đáy này nè là các bạn đã có 5R rồi. Đó, đó là lý do vì sao mà dân LMC họ đạt được cái risk reward cao là như vậy. Thực ra các bạn đừng nghĩ cái chuyện là đánh đảo chiều hay gì hết ha. Đừng đừng nghĩ đến cái chuyện là các bạn sẽ phải bắt được ở trên đỉnh này hay là gì mà chờ nó lên tích trên này. Mọi thứ là phải đi theo đúng cái flow của nó và những cái vùng giá mà có tiềm năng xuất hiện setup, chứ không phải là cái câu chuyện là các bạn phải sell sát cái đỉnh này, nó không phải như vậy ha. Tại vì theo cái lý thuyết của Wyckoff á, nếu mà cái nhịp hồi mà nó lên có khoảng 50-60% thôi thì nó là một nhịp hồi khỏe mạnh. Còn cái nhịp hồi mà nó lên tới 80-90% thì nó không còn là một cái nhịp hồi khỏe mạnh nữa các bạn. À, rất là khó ha. Cho nên là nếu mà anh em nào mà đánh theo đánh theo SMC mà cứ kỳ vọng là nó sẽ đi dí sát xuống này để đụng cái order block đi lên cho anh em á, thì anh em đang kỳ vọng một cái nó rất là sai. Và anh em có thể sẽ miss rất là nhiều kèo. Thành ra là khi mà chúng ta trading á, thì ở đây một cái lưu ý cho anh em ha, những hồi lên những cái vùng mà maybe là sẽ có xuất hiện cái tín hiệu á, thì các bạn đi xuống những cái khung thấp cho mình. Và các bạn đừng limit nha, đừng có limit đại ha. Limit đây xong cái chỗ, đặt stop loss chỗ này, cái nó vượt qua cái chỗ này nó đi lên đây, các bạn lại limit ở đây, các bạn đặt stop loss ở trên này, xong cái nó lại đi lên, nó rất là dở. Các bạn phải đi xuống cái khung mà thấp nhất ấy, khung M1 á, các bạn chờ cái tín hiệu break cái cấu trúc tăng của cái khung M1. Đâu rồi không biết. À, chúng ta phải chờ cái tín hiệu và break cấu trúc tăng của khung M1 thì lúc đó chúng ta mới giao dịch, được chưa? Ở đây nó có thêm một cái nữa cho các bạn cần lưu ý nè. Đây. Đây là một cái trường hợp mà nó cũng break và nó cũng hồi ngược trở lên và chúng ta bị hit stop loss trước khi chúng ta có ăn nè, các bạn thấy không? Như vậy thì giờ những cái trường hợp như này thì xử lý sao? Mình không có xử lý cách nào được các bạn. Hả? Sometimes đôi khi nó sẽ làm sao? Đi rất là sợ, đi xuống luôn. Và đôi khi nó làm vậy. Thì khi mà nó làm như thế này nè, nó đâu có cho các bạn cái cơ hội để các bạn vào lại đâu, đúng không? Nó đâu có vòng ngược trở lên để cho các bạn một cái chuyến xe, một chuyến tàu thứ hai để các bạn lên tàu đâu, đúng không? Thì cái này chúng ta phải chấp nhận nha. Cho nên không có một cái phương pháp nào nó gọi là 100% win rate hết. Cho dù là các bạn xuống tới M1 để các bạn kiếm một cái kèo là nó chắc, nó đẹp, nó cái gì đó, ngon lành cành đào rồi thì cũng rất là hên xui thôi. Rồi, ok ha. Thì giờ chúng ta sẽ review qua cái tuần vừa rồi xem là chúng ta có những cái kèo nào và chúng ta đã miss những cái kèo nào, rồi xong chúng ta đi luôn qua cái hai cái phần còn lại ha. Rồi, tuần này chúng ta bắt đầu vào thứ ba của tụi đâu? Thứ ba. Ủa sao đây có thứ hai nữa ta? Có lộn không? Chắc lộn rồi đó. Bên này bị đúng. Đây, thứ ba. Đây, thứ sáu ha. Qua thứ ba. Nhìn xuống dưới này nè. Nhìn xuống dưới này nè. Đó, thấy không? Friday ha. Qua đây là Tuesday ha. Là thứ ba. Thì thứ ba có gì đây? Hoạt động giá. Rồi. Ở đây chúng ta sẽ có một cái break cái Asian Run lên AR Asian Run Break ha. Bữa có hướng dẫn cho các bạn rồi đúng không? Break lên ha, xong nó lùi về. Và thực ra mà nói thì nếu mà các bạn ham trade thì các bạn có thể kéo cái Fibo như thế này, nhưng mà các bạn nhìn thấy không, cũng đâu có khớp lệnh với các bạn ở 68 đâu ha. Nó về không tới thì chúng ta có thể bỏ qua cái nhịp này ha. Rồi, thứ ba coi như sẽ không có một cái giao dịch gì. Các bạn có thể thấy được là mọi thứ nó đi cũng không được rõ ràng lắm, tới tận buổi tối rồi nó mới chịu break. Lúc này khoảng 22 giờ, là 10 giờ tối đó, thì các bạn mình nghĩ là chúng ta nên nghỉ ngơi rồi. Rồi thứ tư cũng tương tự như vậy ha. Ở đây chúng ta có một cái nhịp giảm rất là mạnh sau khi mà nó break lên khỏi cái Asian Run, các bạn thấy không? Giảm rất là mạnh ngược trở xuống nè. Thì cái nhịp giảm này có thể sẽ dẫn đến một cái lệnh thua nếu mà các bạn trade cái tín hiệu fail break. Đâu rồi? Đây. Nó sẽ dẫn đến một cái lệnh thua nếu mà các bạn trade cái tín hiệu mà fail break răng á. Fail break răng á có nghĩa là sao? Đây mình có vẽ luôn nè. Tại vì mình thua cái lệnh này mà. Đây. Một cái nhịp giảm rất là mạnh xuống đúng không? Phá vỡ rất là nhiều những cái ngưỡng hỗ trợ mà nó mới xuất hiện nè. Đó. Là xong nó có tạo gap nè. Tạo gap nè. Chưa?
Thì lúc này khi mà nó có cái hành vi này xảy ra thì rất đơn giản thôi, kéo cái fibo kiếm cái chỗ đặt cái sell limit. Hiện bữa là mình sell là đâu đây, rồi đó, với cái kỳ vọng là nó đi xuống dưới cái rang á này đó. À, rất là đơn giản. À, dĩ nhiên là không phải lúc nào cũng có ăn ha. Ở đây chúng ta thấy là hit cái lệnh xong cái là nó rút cái chân xuống a rồi sau đó là tiếp theo là sao nó bung lên và hit stop loss. Ok ha. Rồi. Đó là câu chuyện của thứ thứ mấy? Thứ tư. Rồi sau đó là sao? Đi thẳng lên. Thì đây thêm một lần nữa là chúng ta có cái break. Cái break của răng á và như các bạn thấy ở đây nè, sau khi mà nó đổ xuống, nó đi lên thêm một lần nữa đó, nó rút chân hay gì đó, nó chạy lên. Lúc này thì mình mới ok, như vậy là break run chứ không phải là fail break. Nên mình sẽ kéo cái fibo. Và dĩ nhiên là kéo trong tuyệt vọng luôn. Đó, các bạn thấy không? Không bao giờ mà nó về tới được chân để mà mua hết, cho nên là nguyên cái nhịp tăng này lên là hôm thứ năm mình nói là bất ngờ là như vậy. Có nghĩa là mình không có kỳ vọng là nó tăng mạnh như vậy đâu. Rồi. Qua thứ sáu ha. Qua thứ sáu thì cái cú break lên này nè, mình tiếp tục mất một lệnh ở đây nữa. Các bạn, tiếp tục mất một lệnh ở đây nữa. Nó cũng đơn giản thôi, tại vì là break răng mà, không? Break lên khỏi cái range và chúng ta có cái fair value gap to to ở đây nè. Đây. Đó, chúng ta có cái gap này. Thì dĩ nhiên cái gap này nó nằm ở trên cái ngưỡng fibo 50, cho nên là mình không có limit ở trong cái gap này mà mình xuống dưới này nè. Đó, mình mới entry. Kéo cái fibo này. Bỏ cua này qua bên cái đấy nha. Nếu khi một fibo này ra ha, và chúng mình limit ở đây 0.7 nè. À, thấp hơn dưới này một chút, thấp hơn cái đáy hai chỗ này, tại mình nghĩ nó sẽ quét cái chỗ này. Đó. Rồi, đi vô cái khung M1 cho các bạn coi cái lệnh đó. Đó. Đây. Thực ra thì cũng hơi đáng tiếc một tí, hơi đáng tiếc một tí, tại vì có quá nhiều cú lừa ha, có quá nhiều cú lừa vào đây nè. Đây. Đó. Về đúng cái vùng mà mình muốn mua ha, về đúng cái vùng mà mình muốn mua thì ở đây chúng ta có một cái break up structure trên cái khung M1 này. Đó. Break rất là mạnh ha, một cái nhịp tăng liền tù tì luôn và nó có cái gap nhỏ nhỏ luôn ở ngay cái vùng 6-18 luôn. Thì thực ra thì thua thì cũng đáng thôi, tại vì ăn thì muốn ăn nhiều mà, chứ đâu có muốn ăn ít đâu, đúng không? Các bạn thấy nè, khi mà nó đẩy lên đây là được gần 2.5 rồi. Thì thực ra cái stop ở đây các bạn nhìn thấy 2.8, nhưng mà mình để lúc nào cũng là 3.5 đến 4-5 hết, chứ nó không phải đặt cái mức đó. Thì giá nó đẩy ngược cho lên này thì mừng quá. Mình nghĩ là mình có thể kiếm được lại một khúc nữa ha. Rồi kiếm một khúc nữa thì các bạn thấy nè, đây stop loss ha. Rồi dễ hình dung đúng không? Quá đơn giản ha. Rồi nhưng mà tối hôm đó ha, bởi vì không cam tâm ha, tối hôm đó bởi vì không cam tâm cho nên là kiếm lại được một kèo ở chỗ này, kiếm lại một kèo ở chỗ này đó, vập phát từ trên xuống dưới hit profit luôn, 6R chứ. Lúc đó sell vào đâu nè, như đây đó. Giờ, tương tự giống vậy ha, khung M1 các bạn đi xuống ha, và mình kiếm được 6R ngay dưới này nè. Đó, 6.1 đó, ngay đây luôn, kịch xong. Sáng sau dậy thấy ok, take profit. Rồi dễ hình dung ha. Rồi thứ sáu thì mình đã quyết định là quan sát coi thử coi có cái nhịp nào mà nó ngon ăn vào buổi chiều không á thì mình ăn, nhưng mà cuối cùng nó không có ha. Tại vì khi mình quan sát á thì mình kỳ vọng á là nó sẽ có cái setup khi mà nó lên tới cái vùng trên này, chứ không phải là kỳ vọng nó break lên này đâu ha. Rồi ở đây chúng ta gap rất là nhiều ha, gap rất là to. Các bạn kéo fibo cho nó đơn giản rồi chưa, từ cái vùng 0.5 trở lên, tức là nguyên một cái line ở đây này đó, là chúng ta có thể trading nè. Đó. Rồi cái vùng này ha là cái vùng maybe, là các bạn nếu mà các bạn FOMO là các bạn sẽ dễ chết ở đây. Đây cái vùng này đây, để lấy cái tọ quanh nó lại rồi xuống khung M1 cho các bạn coi. Nói chung là không phải là cứ xuống M1 là ngon đâu, rất là dễ toan nha các bạn.
Rồi đây ha, tương tự với lại cái cách mà mình hướng dẫn các bạn lúc nãy đúng không, thì ở đây làm sao chúng ta cũng có nhịp tăng lên này, nhịp tăng lên đúng không, và sau đó xuống dưới đây nó tăng lên hết nổi này, các bạn thấy không, tăng lên hết nổi này, sau đó là sao, nó break này đó, các bạn thấy không, break break thì sao, các bạn vô sell limit thôi, sell limit phía trên này và sell limit ở dưới này, tùy chỗ nào cũng được hết. Đây một cái và hit stop loss ha, hoặc là sell trên này nó xa xa ra chút đó, và cũng vẫn hit stop loss thôi, đâu nó kết quả nó như nhau. Thì cái vấn đề nó nằm ở đây là gì, cái vấn đề ở đây á là thực ra các bạn không cần phải có một cái kỳ vọng là những cái setup mà nó refine như thế này á là nó sẽ chạy tốt như các bạn ha, không cần phải kỳ vọng như vậy, tại vì nó cũng hên xui lắm, có lúc thì nó ở 50%, có lúc thì giống như các bạn thấy rồi đó, nguyên cái sóng là nó đẩy lên này, đây nguyên cái sóng nó đẩy lên thì các bạn sell ở dưới đây cũng chết, sell trên này cũng chết, và tại vì nó đẩy vượt đỉnh mà, nó đẩy vượt đỉnh nè đó. Thì sau khi mà chúng ta nhìn thấy nó vượt đỉnh xong rồi á, maybe là các bạn sẽ tạch một phát ở đây ha, hy vọng trên này các bạn sẽ không tạch nữa, thì thôi thử các bạn tạch. Đây trên này thì không có ha, trên này không có đúng không, nó rất là lịch sự ha, ở chỗ này nó không có tạo ra cho các bạn một cái setup mới trước khi là nó đẩy vượt đỉnh ha, nếu mà nó tạo ra cho các bạn setup mới trước khi nó đẩy vượt đỉnh thì các bạn chắc lại chết thêm phát nữa đúng không, rồi sau đó nản quá không có ăn cái cú bên này thì là sao, là coi như xong á, là không có kiếm được gì mà mất hai lệnh á. Rồi thứ sáu, nó quyết định nghỉ cho nên cái kèo này là miss ha, kèo bên đây là miss, bên đây cũng bỏ qua không có giao dịch ha. Ok xong rồi đó, hết một tuần sao toan đây một kèo toan, đây một kèo toan, ăn lại được một kèo, bên đây không có gì, bên đây bỏ qua rồi đó, xong. Và hai cái lệnh tạch và một cái lệnh win thì các bạn vẫn kiếm giống như đơn giản, mình vẫn kiếm được 4% được không? Rất là đơn giản ha, đừng suy nghĩ quá nhiều được không? Ok ha. Rồi EU xong ha, 36 phút rồi, hai con còn lại làm nhanh luôn. GU tương tự như vậy ha, pin 3 thì ở đây mình có cái inside 3 này, các bạn có nhớ cái mô hình Faki là sao, là khi giá nó phá vỡ cái gọi là inside 3 đúng không, sau đó nó rút chân ngay trong cái nhịp đó, hoặc là qua cái tiếp theo nó quay ngược trở xuống, thì cái này người ta gọi là Faki ha. Faki thì từ Faki này, cái cách trade Faki này là sao quên rồi ta, hình như là xuống dưới này phá vỡ cái chỗ này chúng ta mới sell và đặt stop loss ở phía trên này, vậy theo mình nhớ là như vậy ha, các bạn coi lại cái pricing nha, lâu quá không xài pricing này nên là không có nhớ mức độ mà kỹ lưỡng như vậy ha, thì các bạn coi lại ha, cái này là mô hình Faki. Rồi thì Faki có trên đồ thị tuần rồi thì kỳ vọng là nếu như mà nó break cái đáy của cái nến tuần này thì nó đi xuống, rồi đi xuống đâu, thì giờ chúng ta đang có gì, đang chạy trong cái flow cao nhất này của nó à, đây đang chạy trong cái flow cao nhất này, dưới đây có cái flow nữa này các bạn, đó các bạn thấy không, hai cái flow ha, cái flow ở dưới này nó có gap này, một cái gap nhỏ, một cái gap to là lấp rồi, như vậy thì có thể là nó sẽ hốt cái đáy này để nó về cái gap nhỏ, hoặc là về trong cái flow này luôn rồi nó mới đi lên tiếp đó, như vậy thì nó cũng tương tự mày mại giống như là của EU đúng không, mình kỳ vọng cái nhịp hồi ha, mình có thể kỳ vọng là nó phá luôn cái đáy tuần nhỏ nhỏ này về xứ vùng thấp hơn, thì thực ra kéo cái này lên thì đây thấy nằm gọn ở trong dưới cái vùng discount này đó. Rồi ok cũng ngay rồi, short term nhập truth đúng không, đấy short term nhập truth ha, chỗ này là có break nhẹ lên rồi nha, đây break nhẹ lên, như vậy thì với cái khung ngày này á thì chỉ cần là đây, chỉ cần là chúng ta xuống này chúng ta quay ngược lên là chúng ta có thể yên tâm, chúng ta sell xuống, giờ sell xuống đâu, cái khung tuần nó nằm ở đây đúng không, đây là toàn bộ cái chuyển động tăng khung tuần, thì chúng ta sẽ kỳ vọng là sao, nó sẽ về cái vùng dưới này là đây một vùng nè, hai vùng này nhiều lắm ha, về dưới đây rồi đó chúng ta tính chuyện nhưng mà đi lên tiếp, tuy nhiên thì hiện tại chúng ta cứ đi theo đúng cái flow hiện tại của nó ha, như vậy là khung ngày cũng cho hồi, khung tuần cũng cho hồi, giờ theo khung chính là H4. Rồi H4, đây H4 của GU thì lại tương đối rõ ràng, các bạn thấy không, up lên đúng không,
Như vậy thì ở đây có cái straw đúng không? Đây, mượn các bạn này kéo qua đây. Straw ha. Như vậy thì với cái straw H4 như thế này, ở đây nó sideways ha. Bây giờ nó break cái chỗ này đi thì cái vùng sideways này chính là cái vùng buy to sell. Thì chúng ta kỳ vọng lên cái vùng buy to sell này chúng ta sell xuống, đó là chắc cú nhất. Nó tương tự giống như lúc nãy cái setup mà đánh đảo chiều trên M15 các bạn nhớ không? Đó, nó cũng về đúng không? Nó break lên thì thay vì nó lùi vào đây nó đi lên tiếp thì nó xuyên qua cái chỗ này thì chúng ta chờ nó quay ngược trở lên, chúng ta chỗ này chúng ta sell xuống. Thì cách đánh không có gì khác hết, hoàn toàn không có cái gì khác biệt hết đúng không? Thì hên xui thì ở đây chúng ta có cái refinement ở trên M15 thì chúng ta có thể sell xuống được rồi, không cần thiết xuống M1 ha. Rồi tương tự như vậy thì các bạn đã có cái cách để chúng ta nhìn cái đồ thị của GU đó, chúng ta kỳ vọng nó phá down, break down ha, có thể sẽ phản ứng với cái order block này, sau đó quay ngược trở lên đây, chúng ta trên này chúng ta xuống M15 chúng ta kiếm cái setup là nó break rồi chúng ta sẽ xuống, được chưa? Ăn một cái đoạn từ trên này xuống như này và có thể sẽ xuống những cái vùng dưới này, đây discount nằm dưới đây ha, discount nằm dưới đây, nằm tích dưới này, đó. Rồi nhanh gọn lẹ ha, hỏi xuống khung M15 kiếm kèo chỉ cho mệt ha. Rồi tiếp theo vàng. Rồi vàng không phải pha kỳ pha gì hết, lên đây chúng ta có cái phản ứng với lại cái tín hiệu fair break trước đó nè, đó đây là cung tuần nha. Rồi nỗ lực mua cũng yếu rồi, thì yếu rồi các bạn nhìn ở đây là nó nhỏ đúng không, nó tăng nhỏ, nó tăng mạnh xong lại tăng nhỏ lại, thì lúc này mình có thể hiểu là ok cái kết quả đạt được của fair mua là nó đã yếu đi ha. Rồi, khi nó yếu đi thì chúng ta có quyền kỳ vọng là nó sẽ đảo chiều ha. Tuy nhiên thì ở đây chưa đủ để chúng ta kỳ vọng đảo chiều nha các bạn. Lý do tại sao? Tại vì nó test cái flow này khá là tốt đúng không? Test flow đi lên luôn. Như vậy á, thì hiện giờ là chúng ta vẫn đang view nó ở cái trạng thái là một cái xu hướng tăng. Mà khi mà chúng ta view nó ở một cái xu hướng tăng á, thì chúng ta phải kỳ vọng là nó break lên khỏi cái đỉnh này. Cho tới khi làm sao? Cho tới khi nó không làm được cái chuyện đó nữa. Có nghĩa là sao? Nhìn các bạn nếu mà vẽ lại thì nó đang là dạng như vậy. Đúng không? Đang test lại nè, đi lên đây. Nếu mà nó không thể break cái đỉnh này mà nó đi xuống như nó break cái vùng dưới này, không? Thì đây là một cái tín hiệu gợi ý là sao? Gợi ý là nó đang rất là yếu. Tuy nhiên ở đây chưa đủ để đảo chiều ha. Các bạn rất là hay bị dính vô phần này. Các bạn có thể sẽ bị dính cái local spring ở đây này. Đây có cái local spring và chúng ta mới đi lên. Đó, đây là một cái khả năng có thể xảy ra. Và dĩ nhiên là không loại trừ khả năng là nó break again luôn cái đáy này, thì lúc này khi mà nó break rồi á thì lúc này chúng ta sẽ chờ nó lên đây tham quan vùng trên này thì chúng ta sell xuống, được chưa? Còn như ở tình trạng hiện tại nè, các bạn có quyền kỳ vọng ha, các bạn có quyền kỳ vọng nó đi xuống phá vỡ cái vùng đáy này rồi nó mới đi lên, có quyền kỳ vọng như vậy, nhưng mà đừng có quá chấp nhận với cái việc counter trend của con vàng nha. Các bạn thấy rồi, cái giai đoạn vừa rồi nếu mà ông nào mà counter trend vàng là ông đó đi rồi, khung ngày có cái gì. Tương tự vậy thì khung tuần với khung ngày nó na ná như nhau thôi. Lên tới vùng trên này có phản ứng. Ở đây chúng ta có cái gap nè. Lên đây không biết có tính không, lên xuống. Không tính tại vì nó nằm ở trong cái đây là hai cây inside nằm ở bên trong. Hai cây inside nó cũng không tạo ra được mô hình một cái tín hiệu Faki luôn. Rồi ok ha. Như vậy thì ở đây các bạn có thể hình dung được là chúng ta sẽ phải kỳ vọng là nó về cái flow này rồi nó đi lên tiếp, lại về cái flow này rồi đi lên tiếp, ở đây nó lại có cái flow đi lên tiếp cho đến khi nó phá cái đỉnh này, được chưa? Nó phá cái đỉnh này xong rồi chúng ta mới kỳ vọng nó vô một cái nhịp hồi rồi nó đi lên tiếp, thì cái nhịp hồi này mới đáng để cho các bạn sell nè, chứ còn cái từ đây về đây quá nhỏ, không nên gọi là đam mê vô cái chỗ này nha. Rồi chúng ta sẽ trading con này ở trên cái khung H1 nên chúng ta sẽ không có vô H4 để coi ha. Rồi H1 chúng ta có gì? Chúng ta có một cái nhịp hồi. chúng ta đang có một cái nhịp hồi này các bạn. Thì ở đây là các bạn thấy được là nó cũng đang đi vô cái flow, nó đang test lại cái flow của H1 này. Thấy không? Đang test cái flow thì bây giờ cứ đúng cái flow đó thôi, đi xuống. Đi lên cái flow này, đi xuống, lên cái flow này, đi xuống. Đó, nhịp nhàng đúng không? Rất là nhịp nhàng. Tại vì còn đang trong cái nhịp tăng, đúng rồi, còn đang trong nhịp tăng đây mà ha. Như vậy thì giờ sao? Giờ muốn mua thì phải làm cái gì? Muốn mua phải chờ sao? Giờ này break up trước giờ nè, đó cho nó lùi về đây bạn mua lên, ok nè đây ha,
và đi lên đi xuống, đi lên đi xuống đúng không, break không chờ đúng không, thì giờ nó đẩy lên mạnh quá nó không có lùi về đây cho chúng ta mua, thì trên này chúng ta sẽ tìm cách để chúng ta vô sau đúng không. Rồi ở phía trên này cũng vậy thôi, phía trên này tương tự ha, đây nó break break xuống nè, thấy không, kỳ vọng làm sao đi lên vùng này đi xuống tiếp đúng không, để không xuống được nữa, không xuống được nữa mà chơi break out ha, chơi break out ha, các bạn thấy không, nó tương tự giống như lúc nãy đúng không, đẩy lên ha, thì lúc này sao lùi về đây, mua lên đúng không, mua lên xong có những cái flow này từ đây mua lên đó, mua lên xong giờ đây cũng có cái flow này mua lên, thì giờ nếu mà nhìn ra rộng như vậy nè thì các bạn thấy được là cái việc mà xem cái flow ở cái góc nhìn mà tương đối rộng rãi hơn á, ở cái khung cao hơn thì nó sẽ ok hơn đúng không. Như vậy thì khi mà ở đây chỗ này chúng ta có break lên nè thì chỗ này chúng ta sẽ có một cái ngưỡng strong, kiếm cái chỗ nào cái strong nào của nó mượn xài coi, không có rồi, không có vẽ ra ha. Rồi các bạn nhớ nha, tại sao lại vẽ cái strong ở đây ha, tại vì đây là up từ bên này qua đây, đây mới tính là up ha, break out được chưa, thì cái điểm thấp nhất giữa cái đỉnh này đến cái đỉnh này là chỗ đằng dưới này ha. Strong của H1 nha, bám khá là sát rồi ha. Rồi một cái nữa mà các bạn cần phải lưu ý ở đây, trên đây chúng ta có một cái cấu trúc nhỏ nè, các bạn thấy không, cấu trúc nhỏ là chúng ta làm sao break cái cấu trúc nhỏ này rồi, cho nên là đây là một cái nhịp hồi đó. Thành ra hôm qua mình mới nhận định là ở đây về lý thuyết là khi nó break down như thế này thì nó đi lên thì chúng ta sẽ phải sell xuống, thì ông thấy là nó khá là trùng hợp này, nó đụng như cái vùng on the block này, cái vùng buy to sell này nó đi xuống này đó, nhưng mà là bởi vì mình bỏ qua ha, bởi vì mình bỏ qua cho nên là mình không có cái setup này, với lại lâu lắm rồi mình cũng không có trade cái con này, lên kịch bản cho anh em trade thôi. Ok rồi, đã về tới đây rồi thì có thể kỳ vọng là ở đây không xuống được nữa, đẩy lên break cái này, break cái này rồi lùi về đây rồi sau đó mua lên ha, đó là kịch bản cho vàng. Ok rồi, cái bài hôm nay cũng đã khá là dài rồi, chủ yếu là review cho các bạn con EU là chính, thì cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, hẹn gặp lại vào các bạn vào năm mới, chúc các bạn một năm mới thành công. Khoảng thời gian này chúng ta nên review lại cái performance của mình trong cái năm 2023, xem cái gì mình làm được, cái gì mình chưa làm được ha. Đối với mình, những cái chưa làm được đó là vẫn thường xuyên có những cái hành vi mà máu chó dồn lên não đó. Đó, những cái pha giống như vậy là sẽ rất là nhanh để đốt tài khoản, và mình vẫn còn bị những cái tình trạng đó. Ok, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào trong những bài nhận định trên diễn đàn trong tuần sau, bắt đầu từ thứ ba ha. Xin chào.